Dạ, hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em chấm bất dứt. Đồng quan điểm đó. Dạ. Ha, thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em mét 65 rồi. 65 thì hả? Rồi đây từ 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn mét 7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi. Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Bây giờ thì anh trai hãy giới thiệu lớn lên cho bạn gái cùng nghe nha. Thì lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Và chị Hồng Vân ở bên kia và bạn gái và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Xin được giới thiệu về mình, em tên là Lưu Hoàng Minh và năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở quận 12 và làm việc ở quận Tân Bình. Công việc của em là kỹ sư phần mềm. Mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Võ Thị Mỹ Hằng, hiện tại năm nay em 27 tuổi, đến từ Lâm Đồng và hiện tại em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở quận Nhất ạ. Em hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại một công ty bảo hiểm Canada. Rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn. Thì mọi người hay nhận xét em là rất là hiền, chị có thấy vậy không ạ? Hiền, em hiền. Dạ, rất là hiền, dễ thương và khéo tay, có sự cảm thông và lắng nghe đối với mọi người. Dạ. Mình có điểm yếu gì không? Dạ, em có một cái điểm yếu đó là hay quên. Dạ, nhiều khi quên bạn trai nhưng mà những cái ngày kỷ niệm như đó em hay quên lắm. Điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho nhà gái biết đi. Thì điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết mà làm việc nhà và nấu ăn. Đúng. Nấu ngon không? Ăn chắc là sẽ ngon anh. Sẽ ngon rồi. Không có hút thuốc, cũng không có rượu bia. Tốt. Điểm yếu của em là do đặc thù là em làm công việc IT thì em cũng hơi khô khan một chút. Không sao, có tình yêu nó sẽ ướt át liền. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì mối tình chính thức thì em chưa có. Trước giờ em chỉ có yêu đơn phương người ta thôi. Chưa yêu đơn phương lâu không? Cũng không lâu nhưng mà nhiều. nhiều đơn phương luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao em cứ yêu đơn phương em không dám nói hay sao? Không, em cũng có tỏ tình 2 lần nhưng mà cũng thất bại. Người nào nở lòng nào trả lời để thất bại vậy ta? Đó, nhà trai như vậy đó, yêu đơn phương nhiều lần, thất bại nhiều lần. Thất bại nhiều lần. Chưa có mối tình nào luôn. Chưa có mối tình nào luôn, đó đúng là rồi. 29 tuổi rồi đó nha bé. Rồi bây giờ mình bên đây tình yêu của mình sao nè? Dạ, em có một cái mối tình chính thức, yêu nhau khoảng 5 năm, chia tay cũng được hơn 3 năm rồi chị. Lý do chia tay? Tại vì hai tụi em thì mỗi người một cái hướng đi. Bạn trai em thì muốn về quê lập nghiệp, còn em thì em muốn ở đây. Thì đó là chính là lý do tụi em bất đồng quan điểm đó. Dạ. Ha. Thôi để em mới hỏi đi kìa. Chào em gái. Dạ, chào dễ anh thương. Quỳnh Linh. Bây giờ em muốn tìm một mối tình mới, nửa mảnh ghép dành cho cuộc đời của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em thì cao hơn em. Tại hiện tại là em mét 65 rồi. 65 thì... hả? Rồi đây từ 66 trở lên được. Em muốn một bạn cao khoảng hơn mét 7. Đó. Và thân hình rất là khỏe khoắn. Tại vì em rất là thích chơi thể thao. Dạ. Và bạn ấy thì chân thành, biết chia sẻ và đồng hành cùng em trong công việc lẫn cuộc sống. Bây giờ em nghe em gái nói vậy em được bao nhiêu phần trăm em trai? Anh để tôi qua tôi. Em nghĩ chắc cũng được khoảng 60-70. 60-70 hả? Chứ anh nghĩ 90 đó. Dạ, em chào chị Hạnh Phúc. Cái hình mẫu lý tưởng của em về người bạn gái là như thế nào? Hình mẫu lý tưởng của em thì em mong muốn người bạn gái mình cao trên 1m50. Yên tâm đây, nãy mới nói 1m65 rồi, dư luôn. Dạ, tóc dài. Dài luôn, có dài luôn. Dạ, hoạt bát và năng động. Có luôn, hoạt bát năng động luôn. Và điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn em một tí, tại vì em cũng hết. Em có nói nhiều không? Em nói từ lúc chị. Em sai lầm rồi đó. Có nhiều người đàn ông cũng vậy đó. Tốt gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi
Mệt mỏi lắm em ơi. Không, nhưng mà nói nhiều con vậy cho nhà cửa cho nó vui cũng được. Không có vui đâu em ơi. Cưng, mình đi với ai cưng? Dạ, hôm nay em đi đến với em trai, với chị sếp và các đồng nghiệp của em. Rồi. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào tất cả các anh chị ở trên khán phòng này, cũng như tất cả các anh chị xem đài. Thì may mắn ngày hôm nay bạn Hằng đến đây và có chia sẻ là chị sẽ trao đổi một tí với Minh nha. Thì Minh nhìn rất là hiền, dễ thương. Em của chị cũng được cái hiền lắm, nói nhiều một chút thôi. Vậy thì bây giờ chị hỏi Minh một câu, khi mà lập gia đình với nhau á, thì em muốn hai bạn sống ở ngoài hay là sống chung với gia đình? À, điều này thì em cũng nghĩ rồi, và em sẽ quyết định là tôn trọng quyết định của bạn gái. Nếu bạn gái là con một của gia đình và muốn ở cái gần chăm sóc với cha mẹ của mình thì em cũng có thể qua ở rể. Và nếu như cô ấy không ngại làm dâu thì có thể qua bên nhà em cùng sống. Ừ, rồi chị cảm ơn Minh. Vậy thì theo em là một bạn nữ làm ở công việc ngành ngoại giao như vậy, thì bạn đi rất là nhiều và bạn gặp tương đối cũng khá nhiều khách hàng một ngày. Vậy thì điều đó có làm cho em ngại không? Thì em cũng không nghĩ là sẽ ngại. Nếu như mà tình cảm mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì cái điều đó không quan trọng. Chị thêm câu nữa nha. Dạ. Minh rất là dễ thương, thật ra hỏi để cười xem có gì nói cho đứa em á mà. Theo Minh á, một mẫu bạn gái không biết nấu ăn thì đối với em nó có khó khăn gì không? Cũng không khó khăn, nếu như không biết nấu thì em có thể nấu. Và sau này cũng thể chỉ có thể chỉ cho bạn ấy nấu được vài món cơ bản cũng được. À chỉ, dạ. Nhưng mà em có nấu luôn được không? Được luôn chị. Được luôn, dạ. Rồi. Thôi chị hỏi tới đây chị nghĩ chắc đủ rồi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Đấy. Em Minh đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn đồng nghiệp. Chào Văn và chào chú Quyền Linh. Thì chị đây là mẹ của Lưu Hoàng Minh. Cô thấy sao cô? Thì cô thấy cô này cũng dễ thương, cũng thấy cũng vui vẻ. Thì cô ok rồi, gặp Minh được là cô được à. Rồi đại diện đồng nghiệp của Minh nói một câu gì đi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Chào chị, chào anh đàn gái và chào tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Dạ con tên là Ngọc, là đồng nghiệp của anh Minh, làm chung công ty. Thì nhận xét của con về anh Minh á, là anh Minh rất là hiền lành và dễ tính, người cực kỳ dễ tính luôn, rất biết thông cảm cho người khác. Có thể là anh Minh không phải là người giỏi về ngoại hình, không giỏi về ăn nói, nhưng mà anh Minh rất là chân thật. Và chị nghe em hỏi thật sự là hỏi chị là lúc mà anh Minh nói về những cái mối tình mà anh Minh không tỏ tình không thành công thì chị nghĩ như thế nào ạ? Cái điều đó nó cũng rất là bình thường thôi. Tại vì đối với Hằng á, thì khi mà Hằng bước trong một mối quan hệ, Hằng cũng quan trọng cái người rất là người ta chân thành. Hằng cũng rất quý trọng điều đó. Tại vì trước đây khi mà Hằng quen những cái mối tình của Hằng á, thì Hằng chỉ biết một người đó thôi. Ủa rồi chị, cô muốn hỏi chút xíu đây. Vậy sao trong công ty của Minh có nhiều đồng nghiệp nữ vậy mà sao Minh không cua được ai vậy? Dạ đây thật ra mà tụi con với anh Minh giống như là một anh cả và những người em. Tụi con quý anh Minh như là anh hai vậy đó. Tại vì anh Minh cũng lớn tuổi hơn tụi con cũng một khoảng á, cho nên với lại nguyên một vàng đi theo là mong muốn có chị dâu lắm. À vậy đó hả? Dạ. Chị bên này rất là xinh nha anh Minh, và chị rất là khéo ăn nói, và hy vọng không phải chị ngoại hình thì chị hãy lắng động một chút xíu vào những cái gì em mới chia sẻ. Thật sự là anh Minh rất là người để chị có thể tin tưởng sau này. Nhìn rồi cho mở rào đi ông mối ơi. Rồi mở rào. Em thấy gánh nặng quá chị. Ráng lên Minh. Dạ. Tấn công Minh. Quá trời quà cáp kìa trời ơi. Bên nhà gái tôi nhận phụ nè. Anh chào em, thì lần đầu tiên anh có một con giỏ hoa tặng em. Xinh quá, cảm ơn Minh. Và anh có một con gấu bông để tặng em. Thì mong là những lúc mà cô đơn em he buồn thì em có thể nhìn thấy nó và nhớ anh. Cảm ơn anh. Cũng rất là trùng hợp, cái món quà hôm nay em chuẩn bị nó cũng liên quan đến gấu. Anh có thấy mắt em bị thâm không? Thấy. Dạ, bởi vì cái món này, để mà làm nên món này em phải thức đến mấy đêm và tự tay em làm. Và em hy vọng rằng từ nay về sau thì anh cũng sẽ có gấu rồi. Anh cảm ơn em. Dạ. Dễ thương quá vậy. Anh rất là dễ thương. Đi đâu bỏ túi nha mình. Thì không biết lần đầu mà gặp nhau thế này em cảm nhận đầu tiên về anh như thế nào? Đúng là anh rất là ít nói. Anh cũng hiền. Và cái điều em cảm nhận ở một người con trai mà làm ngành kỹ thuật á, đặc biệt IT đó, rất là chân thật á.
Đó là những cái cảm nhận của em về anh. Thì không biết cái ba ấn tượng gì khi mà anh gặp em. Thì anh đầu tiên là em thấy em có một mái tóc rất là đẹp. Dạ cảm ơn anh. Một nụ cười rất là rạng rỡ và một món quà rất là xinh. Không biết là thường là anh làm công việc á, thì thường là buổi tối hay là cuối tuần thì anh hay làm gì? Thông thường buổi tối thì do anh làm việc nhiều với máy tính cho nên buổi tối anh thường hoặc xem phim hoặc là ngủ để thư giãn mới thư giãn đôi mắt. Và cuối tuần thì nếu như có bạn bè rủ thì anh mới đi cà phê, còn không thì anh cũng ở nhà là nhiều. Anh bên có sở thích gì đặc biệt không ạ? Thích xem các môn thể thao, như xem đá banh hoặc xem tennis. Mà anh chỉ thích xem chứ anh cũng không thích chơi. Anh có thích chơi thể thao không? Thể thao thì anh chơi cũng không nhiều lắm. Anh cũng biết chơi bowling. Môn đó em cũng thích đó. Vậy thì hy vọng là sẽ có một ngày sớm nhất mình sẽ đi chơi cùng nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Anh có câu hỏi gì cho em không? Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Thôi bí rồi đó. Cũng em với anh ơi. Giờ nào hỏi nè, bây giờ mình hẹn hò thế nào, em thích cái gì? Thì em thích buổi hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu? Em thì cũng thuộc tiếp hơi lãng mạn một xíu. Có thể là đi xem phim, ăn tối. Lên tầng 81, uống cà phê dưới mưa. Uống vậy bệnh không? Lãng mạn kệ, nó lãng mạn trước thôi. Mình tính sao? Linh đi coi kịch ma đi. Trời ơi. Rồi hàng nó sợ nó la lên xong rồi nó phải ôm vô bên đây, ví dụ vậy đó. Đó lãng mạn là vậy đó ha. Tim cái lỗ tai của em là lỗ tai đẹp lắm luôn á. Nếu mà nói về tướng số, lỗ tai này là giàu lắm luôn. Lấy cái người đàn ông này không bao giờ nghèo được luôn á. Tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó tặng bạn gái, nắm hai tay để giao lưu về cảm xúc. Cho anh nắm. Cưng quá. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ yêu trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Cảm ơn anh. Em gái có thể đáp lại một bài nào đó. Em sẽ tặng anh một cái đoạn ngắn trong ca khúc Là Con Gái Thật Tuyệt. tự nhiên cái sở đoạn của em nó lại tái phát rồi, quên bài thì ngày gọi tia nắng long lánh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên trên phố, ngày ngùng em bướng đôi chân như thoát rời, đôi tay nhưng cất lời tình yêu đầu tiên là em hồn nhiên, vui là con gái ha, vui là con gái hay yeah. Dạ xin hát. Thì cảm xúc của anh hiện tại rất là rung và cũng rất hồi hộp. Thật tuyệt vời khi mà anh được ở trường quay này ngày hôm nay. Bởi vì điều đó nó sẽ mang anh đến đây. Ok, về ghế đi mình. Có thể anh ấy không phải là một soái ca, nhưng tâm hồn, sự chân chất của anh ấy, sự chân tình của anh ấy, sự bảo bọc của anh ấy xứng đáng là một người của gia đình. Cô gái hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thực sự lúc mà Hằng bấm chị vui, chị vui lắm luôn. Tại vì thằng con rể của chị nó cũng làm IT, thì nó là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình luôn. Nó không hào hoa, không phong nhã, nó không miệng mồm, nó không gì cả. Nhưng mà cho đến thời điểm này là chị hoàn toàn có thể tin tưởng chị. Để con gái chị, để cho nó lo từ A tới Z của chị. Đầu óc chị vô cùng gọi là yên tâm về cái điều đó. Thì chị nghĩ rằng bạn này có một chút gì của thằng rể của chị. Đầu tiên là về cái tướng số, chị nói là không bao giờ em nghèo, em yên tâm nha. Nha, nha, nha. Chỉ có từ đây mà đổ đi lên thôi chứ không có đi xuống nữa. Ok. Nắm tay nhau thật chặt nha. Bạn bè của Hằng hãy tin tưởng vào anh sẽ cố gắng. Rồi, bây giờ sẵn trao nụ hôn đầu đời của Minh cho Hằng đi. Anh xin phép. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5,
giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thành, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc, bảo vệ lẫn nhau.